tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp. Trong 2 ngày 24 và 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước đã ra 2 văn bản khẩn và hỏa tốc để thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, văn bản hỏa tốc ngày 25 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trơn Thành, nơi có chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, khi có người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh thành phố đang có ca mắc trong cộng đồng đến Bình Phước để thực hiện các hoạt động liên quan đến giao dịch bất động sản và các giao dịch khác, đi qua chốt cần tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế, thông báo ngay cho các địa phương liên quan để quản lý chặt chẽ các trường hợp này. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bố trí khu vực riêng thuận lợi cho người dân, cung cấp danh sách các địa điểm cụ thể cho Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Phú, Trơn Thành trước 15 giờ ngày 25 tháng 6 để thông báo ngay cho người dân được biết, yêu cầu người dân di chuyển thẳng đến địa điểm đã được thông báo và đề nghị rời khỏi tỉnh ngay sau khi thực hiện xong các công việc liên quan. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Bình Phước có văn bản khẩn số 2084 chiều ngày 24 tháng 6 về việc cán bộ, công chức, người lao động tạm thời không đi về thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 24 tháng 6 cho đến khi có thông báo mới. Đến sáng nay, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận 3 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Để khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh thì từ 6 giờ cùng ngày, địa phương này đã tạm dừng các hoạt động tập trung đông người ở nơi công cộng, hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như quán bar, vũ trường, karaoke, massage, dịch vụ internet và trò chơi điện tử, hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí trên toàn địa bàn. Thành lập 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào thành phố. Như vậy, về cơ bản, thành phố Cẩm Phả áp dụng chỉ thị số 15 và một số điểm có các ca mắc F0 trên địa bàn sẽ áp dụng một phần chỉ thị 16 nhằm sớm truy vết các trường hợp F1 và F2. 8 chốt kiểm soát dịch COVID-19 bao gồm km số 15 phường Quang Hanh, khu vực cầu Diễn Vọng phường Quang Hanh, khu vực Vũng Đục phường Cẩm Đông, chốt đầu cầu Vân Đồn 1 phường Cửa Ông, chốt đầu cầu Hòa Bình thôn Tha Cát xã Dương Huy, chốt đầu cầu đường Đồng Mỏ phường Mông Dương, chốt đường ra vào cao tốc Hạ Long Vân Đồn ở xã Cẩm Hải và chốt tại khu vực cầu Ba Chẽ ở xã Cộng Hòa. Thành phố Cẩm Phả khuyến cáo người dân địa phương không ra khỏi địa bàn, thực hiện cách ly tại gia đình để phòng chống dịch, thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến chiều ngày hôm nay, bệnh viện đã tiếp nhận và cấp cứu cho 158 người với các triệu chứng nghi là ngộ độc thực phẩm. Theo đó, từ rạng sáng ngày 22 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh lần lượt tiếp nhận các trường hợp có biểu hiện đau đầu, buồn nôn, chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì. Một số bệnh nhân cho biết chiều tối ngày 22 tháng 6 họ mua bánh mì có nhân pate, chả, đồ chua, rau tại một tiệm ở thành phố Long Khánh. Sau khi ăn thì nhiều người có các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết các bệnh nhân ăn bánh mì cùng một thời điểm nhưng có những biểu hiện ngộ độc nặng nhẹ khác nhau và nhập viện vào nhiều thời điểm khác nhau. Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay quyết định khởi tố vụ án hình sự, vụ án hủy hoại rừng tại tiểu khu Tân Phước, núi Thị Vải thuộc khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước. Trước đó, ngày 11 tháng 6, Công an thị xã Phú Mỹ đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phú Mỹ, phát hiện và xác định trên khu vực núi Thị Vải, tiểu khu rừng Phước thuộc phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, có hoạt động đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối, hoạt động chẻ đá tại thửa đất số 46, thửa đất số 31 và 104, 103, 102, 101 và thửa đất số 2.303.136 là đất rừng phòng hộ, được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với diện tích quản lý là 1.561.986 m2. Qua khám nghiệm hiện trường xác định phần diện tích đất rừng phòng hộ đã bị đào bới, san gạt và kè đá tạo hồ có diện tích là 16.698,2 m2. Bản tin xin được chuyển đến phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, tuần hàng Việt Nam đã bắt đầu trên toàn bộ hệ thống siêu thị Aeon ở Nhật Bản và trên hệ thống website của tập đoàn này. So với năm ngoái thì hàng hóa Việt Nam năm nay đa dạng và phong phú hơn về chủng loại cũng như mẫu mã. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản. Điểm nhấn của tuần hàng Việt Nam năm nay là vải thiều, vốn rất được người dân Nhật Bản ưa chuộng. Công ty Aeon đã nhập khẩu 30 tấn vải thiều từ các tỉnh Bắc Giang và Hải Dương của Việt Nam để đưa tới tay người tiêu dùng Nhật Bản. Tôi thấy trái vải Việt Nam rất ngon, ngon hơn nhiều loại quả nhập khẩu từ nước khác. Đây là lần thứ 2 tôi mua quả vải ở đây và chắc chắn hàng năm tôi đều sẽ lại mua loại quả này ở Aeon. Cùng với quả vải, năm nay Aeon cũng lần đầu tiên đưa quả chuối của Việt Nam đến với người tiêu dùng Nhật Bản nhằm đa dạng hóa các sản phẩm trái cây của Việt Nam trên thị trường. Ngoài quả vải đã rất thành công, còn một loại quả khác mà chúng tôi cũng đang hướng tới là quả chuối. Nhật Bản đang nhập khẩu chuối từ nhiều nơi như Ecuador, Philippines và Đài Loan, Trung Quốc. Nhưng tôi thấy chuối của Việt Nam ngon hơn và vị tốt hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung nguồn lực để xúc tiến nhập khẩu chuối từ các bạn. Tuần lễ hàng Việt Nam là sự kiện thường niên do công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon phối hợp với Bộ Công Thương và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức. Hiện nay, hàng trăm doanh nghiệp của Việt Nam đang hợp tác với Aeon để xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng nông thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 1,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với năm 2019.